Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Anh. Người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm nấm linh chi túi đỏ đến từ Hàn Quốc ở với công dụng là hỗ trợ giải độc gan cũng như là tăng cường chức năng gan. Thưa các bạn, với nhịp sống hiện đại cũng như là nhanh chóng như hiện nay thì việc chúng ta không chú ý đến sức khỏe của mình diễn ra thường xuyên. Đồng thời, với những người mà có công việc thường xuyên tiếp xúc với rượu bia hay có chế độ ăn uống không lành mạnh, chúng sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể của bạn, đặc biệt là gan. Và khi mà các nguyên nhân, các tác nhân này thì diễn ra trong một thời gian dài sẽ khiến cho gan của bạn gặp nhiều vấn đề như gan nhiễm độc quá nhiều hay là gan nhiễm mỡ, sơ gan, men gan cao và với những tình trạng như thế này chúng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn đồng thời khiến sức khỏe của bạn đi xuống và biểu hiện dễ nhận thấy nhất của các vấn đề về gan đó chính là ảnh hưởng trên da của chúng ta Ở chính vì vậy làm như thế nào để có thể là chúng ta vẫn duy trì được công việc không ảnh hưởng đến công việc mà vẫn có thể là giúp cho gan được tăng cường chức năng một cách tốt nhất cũng như là thải độc tốt nhất Chính vì vậy, dòng sản phẩm nấm linh chi túi đỏ đến từ Hàn Quốc là một trong những dòng sản phẩm đang được rất nhiều người sử dụng hiện nay bởi những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Và nếu như các bạn đang thắc mắc với Kiều Anh rằng là tại sao nấm linh chi lại có công dụng hỗ trợ tăng cường chức năng gan cũng như thải độc gan, thì Kiều Anh xin được trả lời rằng trong dòng sản phẩm nấm linh chi này có chứa nhóm steroid, có khả năng làm giảm mỡ trong gan đồng thời là giúp hỗ trợ tăng cường các chức năng của gan à cũng như là việc nó giúp hạ men gan và cân bằng lại các trạng thái trong gan của chúng ta và với dòng sản phẩm nấm linh chi này, khi chúng ta sử dụng sau một thời gian dài, khi các độc tố trong gan đã được loại bỏ rồi, bạn sẽ còn nhận thấy rằng là da của mình đẹp lên bởi những ảnh hưởng, những tác động của nó lên cơ thể của chúng ta. Và quan trọng hơn hết, dòng sản phẩm này khi sử dụng nó không chỉ có công dụng là hỗ trợ tăng cường chức năng gan, mà nó còn bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Đồng thời là với những khách hàng mà thường xuyên uống rượu bia như kiểu anh chia sẻ, thì dòng sản phẩm nấm linh chi này nó còn có khả năng là đào thải các độc tố từ rượu bia ra khỏi cơ thể một cách nhanh chóng, đồng thời là cung cấp các dưỡng chất, các hoạt chất bị mất đi sau mỗi lần bạn uống rượu. Và với dòng sản phẩm nấm linh chi đến từ Hàn Quốc này thì cách sử dụng vô cùng là đơn giản. Chúng ta hãy thái lát ra và sau đó đun với nước nóng, uống trực tiếp như trà với cách uống bằng nước như thế này sẽ hấp thu được hết những toàn bộ mà dưỡng chất của nấm linh trì mang lại. Và tất nhiên, để mua được dòng sản phẩm tốt nhất cũng như chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ ngay tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn, danh riêng cho dòng sản phẩm nấm linh chi đến từ Hàn Quốc. À, và hoặc cuối cùng các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích về dòng sản phẩm nấm linh chi đến từ Hàn Quốc. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.